Vâng, xin chào các bác nhé. Buổi sáng hôm nay tiếp tục em lại giới thiệu cho tất cả các bác anh chị, em mới về được hai chiếc máy giặt nội địa Nhật của dòng VR. Có bên tay phải em là có con dòng VR của dòng Lationa VR 1200 1200L, và bên tay trái em là có một chiếc máy của dòng máy giặt Panasonic của dòng VR 3600L. Đây là hai cái mẫu máy giặt rất là đẹp. Và đợt này em về được hàng tuyển rất đẹp xuất sắc cho các bác nha. Các bác nhìn này. Với tính năng hai con máy như này thì đều có giặt 9 và sấy 6. Đấy các bác này, hình thức máy thì còn rất chi là mới rồi. Đấy bác, em sẽ quay cận cảnh cho bác xem này. Đây em sẽ quay con dòng VR 1200L. Đấy hình thức máy khá là mới. Từng chi tiết một. Đấy. Đấy. Với hình thức hai con máy như này thì các bác không thể chơi đâu được. Với công nghệ giặt 9 và sấy 6, và thêm một cái đặc điểm là chạy bằng mâm từ trực tiếp và chạy bằng biến tần inverter, không chạy bằng dây cô loa. Đấy là những cái đặc tính nổi bật của dòng máy nội địa Nhật. Với thời tiết như mấy hôm vừa rồi thì các bạn đã biết rồi, trời lồm ẩm rất là nhiều, và với cái công nghệ máy như thế này thì các bác rất yên tâm khi chúng ta giặt không giặt sấy. Đấy thì em thấy thật là máy của em về em đăng lên, là bác nào có nhu cầu thì hãy liên hệ về đặt hàng, cũng như là em cũng không thể hứa cho các bác nào bắt đầu đến nhanh tay thì còn nữa các anh nhé, bởi vì cái số lượng máy về giờ này rất là hiếm. Em sẽ quay cận cảnh cho bác xem. Đấy. Máy rất bóng, rất mới luôn. Đấy, bác xem này. Đấy, chi tiết rồi, không có xuất sát gì, máy rất đẹp. Đấy. Vậy cô bác anh chị nào có nhu cầu thì hãy liên hệ các bác nhé. Đấy. Ok. Rồi cuối video này em cũng xin cảm ơn tất cả các bác. Bác nào có nhu cầu thì hãy liên hệ. Ok. Chào các bác.